Hello, Thanh Trúc. How are you I'm fine, thank you. And today? Yeah, I'm good. Thank you so much for asking. Okay, chúng mình sẽ bắt đầu bài kiểm tra ngày hôm nay với cô Dorothy nhé. Chúng mình sẽ có 5 phần của bài kiểm tra này. Thì bắt đầu với phần đầu tiên thì sẽ là giới thiệu bản thân thông qua một vài câu hỏi. Cô sẽ hỏi con một số câu hỏi ha. Okay, so what is your name? My name is Good job. How old are you? I'm 10 years old. Wonderful. Where do you from? I'm from Ho Chi Minh City. Wonderful. And what is your favorite drink? My favorite drink is orange juice. Orange juice. Wonderful. Thank you so much. Okay, good job. Cô đã làm rất tốt qua phần số 1 đến với phần số 2 này. Chúng mình sẽ cùng kể lại cho cô Dorothy một vài những cái câu một cái câu chuyện về Tony Evil English Teacher cho cô Dorothy nhé. Ok, trong một vài câu, những cái câu mà con nhớ. Please. There's an English teacher. His name is Tony. Tony is very bad teacher. Actually, he is an evil English teacher. One day, he come into his class. The students are waiting for him. He Ok, good job. Rồi, thì là rất tốt rồi. Ok, good job. Đến với phần thứ ba của phần kiểm tra thì chúng mình sẽ chiến đấu với cô Khi nhá. Ok, so, thank you. Are you ready? Yes. Yes, wonderful. So, there is an English teacher. His name is Tony. Oh. Is there a math teacher? No. No, is there a physics teacher? No. No, is there an English teacher? Yes. Yes, who is there? English teacher. Good job. And what is his name? Tony. Tony, wonderful. So, he hits the boy on the head. Oh. Does he hit the boy on the head? No. No, does he hit the boy on the eyes? No. No, does she hit the boy on the nose? No. No, so does she hit the boy on the hand? Yes. Yes. Where does she hit the boy? On the hand. On the hand. Who hits the boy on the hand? Tony. Tony. And what does he do to the boy? He hits the boy. Good job. On On the hand. Wonderful. Good job. Okay, so all the students are miserable. Oh. Are the students happy? No. No. Are the students sad? No. No. Are the students scared? No. No. So are the students miserable? Yes. Yes. Who are miserable? On the stairs. All the students. And how are all the students? Miserable. Miserable. Good job. Thank you. Okay, chúng mình đã vượt qua phần thứ ba đến với phần thứ tư. Cô Hy sẽ có một số những cái hành động mà cô Hy cần có thể đoán là cô Hy cái hành động đấy là ám chỉ từ gì nhá. Ok, đầu tiên là từ Evil. đúng rồi, evil. Good job. Wonderful, thank you. Còn đã vượt qua phần thứ tư. Đến phần cuối cùng của ngày hôm nay, cô sẽ cần con đọc giúp cô đôi thi một đoạn văn nho nhỏ về Evil English Teacher. Ok. He hits the boy on the hand. The boy cries. All the students are miserable. One student has a cell phone. She secretly calls her girlfriend, Luffy. Tina whispers, "Dear Tina, help Luffy. An evil teacher is beating us." Yes, wonderful. Good job, thank you. Okay, high five. Phải. You're doing a great job. Con đã làm rất là tốt trong bài kiểm tra ngày hôm nay. Vậy là phần kiểm tra đến đây là kết thúc rồi. Okay, chúc mừng thank you ha. Okay.